Đợt em muốn làm một người hoang hải trên quả địa cầu, nhưng muốn đi tìm một thằng tệ bạc thì trong tâm thức nó chẳng thấy đâu. Em gửi anh một vài tin nhắn nói là ta sẽ mất nhau, nói là ta sẽ không còn bạn, nhưng mà anh vẫn vượt như lần đầu. Và anh bước đến ngôi trường đấy với sự đánh trách và cười nói, những người bạn mà anh từng quen họ chỉ xem anh như thằng tồi và chẳng công bằng nào đánh đổi để anh giữ lấy một con tim. Vài kỷ niệm đâu như kiếm là lý do anh còn tìm, và bấy lâu nay anh vẫn đợi, không biết là em đã quên chưa. Nước mắt của em đã không ưa và đó lý do anh còn chờ, vì thời gian qua để chứng minh tình yêu của ta là phụ hình. Và rồi ai cũng là người say, chỉ nhanh lời nói không đủ tỉnh. Anh gặp được em ở trên dòng đời và theo đuổi em trong 6 tháng, là câu hỏi em mắm mát, là lời tỏ tình vẫn dở dang. Tin nhắn mong mỏi em vẫn đợi, mới được em nói là kiên trì, và sợ anh nhớ lại mới biết đó là lý do em bỏ đi. Cho độ cao em xem anh như là một thằng khốn, là một thằng có tính chiếm hữu cao. Nếu như một ngày nào đó anh gặp em ở đâu thì anh cả điều đầu tiên ta sẽ phải nhìn vào mắt nhau. Em thì thấy một người từng làm tất cả để giữ em ở lại, anh thì thấy một người từng nói sẽ giữ anh lại nhưng bỏ đi. Là hy sinh, là đau lòng, là nuối tiếc như một bộ phim đã cũ đi. Là em đã phải là một người khác từ lâu, hắn đã ngỏ ý. Tìm mọi thứ để thay đổi, anh vẫn nhớ em, vẫn ở đây. Cô người yêu cũ